thì chở em đường mắt em. Anh có ngại chở đêm không? Có gì em đi được. Anh chở khách này không chịu ngại chở em đi cơ. Ở nhà anh có việc đấy. Không có việc đâu. Nghe những cuộc nói chuyện với khách hàng bình thường khác, anh Nguyễn Văn Mạnh, 42 tuổi, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nhận chuyến xe chở khách đến thành phố Hà Nội mà không hề biết rằng vị khách đang đứng nói chuyện với anh là một phạm nhân trốn trại. Sáng 3 tháng 4 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tổ chức lực lượng phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung và chính quyền địa phương vây bắt phạm nhân Mai Văn Đệ, quê tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Phạm nhân này bỏ trốn vào ngày 2 tháng 4 khi đang thụ án tại trại giam số 5 ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn video trích xuất camera an ninh ghi lại cảnh phạm nhân Mai Văn Đệ vào nhà dân, bình thản trò chuyện, uống nước và đặt xe taxi. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết người này vào nhà anh ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lúc khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 4 nhờ chở đến Hà Nội vì nhà có công việc gấp. Tôi chở khoảng gần 1 km thì rẽ vào cây xăng Hà Đông, đổ xăng và hỏi tiền luôn. Vì khi lên xe tôi thấy khách mặc quần đùi áo cộc mà chân lại có vết xước chảy máu nên cũng nghi ngại, cứ nghĩ là người nghiện, mà người nghiện thì không có tiền nên tôi hỏi tiền trước. Theo lời kể, khi anh Nguyễn Văn Mạnh xuống xe đổ xăng thì nhân viên cây xăng mới báo anh đang chở phạm nhân trốn trại. Sau đó anh này kéo dài thời gian để chờ công an đến vì nhân viên cây xăng đã báo công an. Đoạn video trích xuất camera an ninh ở cây xăng Hà Đông cho thấy, sau một vài phút chờ trên xe, phạm nhân Mai Văn Đệ đã lái xe bỏ chạy. Cũng theo anh Nguyễn Văn Mạnh, phạm nhân cướp xe taxi chạy đến khu vực xã Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thì bỏ lại xe. Sau đó anh Mạnh có đến kiểm tra lại xe thì phát hiện bị mất khoảng 800.000 đồng và một chiếc điện thoại di động. Sau khi có thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung và chính quyền địa phương vây bắt phạm nhân Mai Văn Đệ. Các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã xác định khu vực phạm nhân có thể đang lẩn trốn là rừng Sến Tam Quy, nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân và Hà Đông của huyện Hà Trung. Từ chiều 2 tháng 4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng Sến Tam Quy. Tuy nhiên, đến sáng 3 tháng 4, các lực lượng vẫn chưa bắt được phạm nhân. Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, từ đêm ngày 2 tháng 4, lực lượng công an đã tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Nhưng do khu rừng mà nghi phạm đang lẩn trốn rất rộng và cây cối rậm rạp nên rất khó khăn cho việc truy bắt. Đến sáng 3 tháng 4, lực lượng công an và các lực lượng khác đang tiếp tục vây ráp, chặn các lối ra vào khu vực rừng Sến Tam Quy để truy bắt phạm nhân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan trong các bản tin sau.